Lời đầu tiên cho phép Cao Linh trong buổi chiều ngày hôm nay được đại diện cho toàn thể anh em thực hiện chương trình mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ, đó là Tùng Lâm và Thanh Thùy. Xin được gửi lời chân thành nhất tới toàn thể quý vị. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng tới toàn thể tất cả các cụ, các bà. Hân hoan nồng nhiệt chào mừng tới toàn thể quý cụ già. Xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý bác, quý cô, quý chú, quý thím. Hân hoan nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị đang cùng trở về tại tư gia hôn trường cưới gia đình họ nhà trai để cùng chứng kiến khoảnh khắc lên ngôi của Tùng Lâm và Thanh Thùy nên duyên vợ chồng. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, bình an, may mắn, cầu lộc phát lộc, cầu tài phát tài, vạn sự như ý. Tiền bạc sẽ kiếm được tỷ tỷ, mỗi ngày sẽ kiếm được vài chỉ, một năm sẽ kiếm được vài trăm ký. Và xin được kính chúc cho Tùng Lâm và Thanh Thùy được hạnh phúc trọn vẹn. Chúc cho chương trình lễ đón dâu ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Và xin toàn thể quý vị hãy dành cho Tùng Lâm và Thanh Thùy bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt à. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, quy luật của tự nhiên và cuộc sống con người, trai lớn thì sừng vợ, gái lớn thì gả chồng. Trên con đường lao động, học tập và công tác, hai bạn trẻ Tùng Lâm và Thanh Thùy đã gặp gỡ. Để rồi tình yêu của hai bạn trẻ đã trải qua bao nhiêu năm đợi, tháng chờ, đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc của tình yêu. Khi tình yêu của hai bạn trẻ đã thực sự lên ngôi, hai bạn đã về thương với gia đình đôi bên để tìm chọn ra được một ngày, đó là ngày lành tháng tốt. Và ngày hôm nay toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai đã có mặt tại tư gia gia đình họ nhà gái để chính thức đón nàng dâu hiền dâu thảo. Để ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với chương trình buổi lễ thành hôn trang trọng ấm cúng tại trung tâm tiệc cưới Riverside. Một lần nữa xin được hân hoan nồng nhiệt chào mừng tới toàn thể quý vị. Và trong khoảnh khắc này, quý vị và các bạn đang được chứng kiến và đang được ngắm nhìn chú rể của chúng ta và nàng dâu hiền dâu thảo. Cô dâu thì môi phấn má đào, chú rể thì hào hoa, phong nhã bảnh bao nhất họ nhà trai. Đúng là cổ tay em thì trắng như ngà, đôi mắt em sắc như là sao câu, miệng em cười tính như thể hoa ngâu, còn chiếc khăn đội đầu như thể hoa sen. Và để ra mắt toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời hai bạn trẻ, đó là Tùng Lâm và Thanh Thùy, bằng tình cảm sâu đậm hãy cùng nghiêng mình thật sâu để ra mắt toàn thể quý vị. Xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chỉ diễn ra một chương trình, đó là nghi thức mà toàn thể quý vị chờ đợi, đó là nghi thức đón nàng dâu hiền dâu thảo mà thôi. Ngày mai chương trình buổi lễ thành hôn sẽ được diễn ra tại Riverside. Và chúng tôi trong giờ phút quan trọng này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai bạn trẻ, đó là Tùng Lâm và Thanh Thùy, sẽ di chuyển xuống phía dưới để mời chào toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, để cùng chào mừng và cho sự thành công của chương trình lễ đón dâu ngày hôm nay được diễn ra thành công trọn vẹn, thay lời cho ban tổ chức gia đình gia chủ xin được trân trọng hân hoan kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng bằng giao lưu những lời ca tiếng hát để cùng chúc mừng cho sự kiện đón dâu ngày hôm nay được diễn ra thành công. Và kính thưa quý vị, đúng là ngày vui thì phải hát, phải hò, phải ca, phải múa, phải nhảy mới là ngày vui. Hát lên để xanh cỏ xanh đồng, hát lên để hoa cải hoa cà phải chuối bông, hát lên để làm sao gỗ lim phải nổi, bong bóng tỉ và chim. Trong giờ phút này chúng tôi xin được gửi lời chân thành nhất tới toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, và trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tham dự chương trình giao lưu và cùng đón nhận những ly nước tình cảm của chú rể và nàng dâu. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, ngay sau đây tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những lời ca tiếng hát của toàn thể anh em thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và sau đây xin được trân trọng và kính mời sẽ cùng lên sân khấu để cùng giao lưu với lời ca tiếng hát để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời lời ca tiếng hát của anh Minh Hiền sẽ có mặt tại bờ sân khấu để cùng khởi nguồn cho chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và xin toàn thể quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Trân trọng hân hoan kính mời. Tôi xin hát phục vụ hội hôn chúng ta một bài là Đưa Em Về Hà Tĩnh. Để chắc chắn quê của gia đình đây là quê hương Nghệ Tĩnh, nhưng hôm nay tôi lại nhắc lại để cưới xong các cháu lại về quê hương Hà Tĩnh để thăm lại những quê hương từ trước đến giờ. Tôi xin hát bài, trình bày bài Em Về Hà Tĩnh. Anh
xuân mà nghe câu thơ cổ đời. Xin được trân trọng và cảm ơn lời ca tiếng hát của Minh Hiền đến từ mảnh đất Gia Viễn, Ninh Bình yêu dấu. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, con trai có gái mới niên xuân, con tre có chúc mới niên cần cô dâu. Kính thưa quý vị, anh em thực hiện chương trình ngày hôm nay đã gửi tới toàn thể quý vị những lời ca tiếng hát rồi. Và ngay sau đây chúng tôi rất là mong rằng sẽ được lắng nghe một lời ca tiếng hát của đoàn đưa dâu bên gia đình họ nhà gái của cô dâu Thanh Thùy sẽ cùng lên tại vườn sân khấu để cùng chung vui ạ. Xin được trân trọng và kính mời một quý vị bên gia đình họ nhà gái của cô dâu Thanh Thùy. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, có rất nhiều những lời mời của tất cả quý vị. Mong rằng chị Thú sẽ có mặt tại vườn sân khấu để cùng giao lưu một bài hát ạ. Và trong khoảnh khắc này, chúng tôi cũng rất là mong rằng ngày vui, hạnh phúc, trọn vẹn của các em thì trân trọng và kính mời chị sẽ cùng góp vui một lời ca tiếng hát. Và xin toàn thể huân trường hãy dành cho chị Thú bằng một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ, quý vị? Vâng, trân trọng cảm ơn. Hy vọng rằng chị sẽ không từ chối tình cảm của
bên ban tổ chức của bên gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng và kính mời ạ. Trăm năm thì hoa đua nở một giờ cũng không bằng giờ phút đợi chờ này đâu ạ. Một chút nữa toàn được quý vị chúng ta sẽ cùng rửa tiệc để cùng chúc mừng hạnh phúc cho buổi đón dâu ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời chị Thú ạ. Không thì chị sẽ mời ai ạ? Trân trọng kính mời ạ. Vâng, trân trọng và kính mời một lời ca tiếng hát của gia đình họ nhà gái của cô dâu Thanh Thùy. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, trong khi mà toàn thể quý vị chưa sẵn sàng, có lẽ rằng trải qua một quá trình hơn 40 km, do vậy cũng quý vị cũng khá là mệt trong buổi chiều ngày mai. Và trong giờ phút này, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời lời ca tiếng hát của một người anh lâu lắm rồi mà hôm nay mới có cơ hội để gặp lại. Xin được trân trọng và kính mời anh Tuân đến từ mảnh đất Văn Sơn sẽ cùng góp vui một bài hát để cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và nàng dâu ạ. Xin được trân trọng và kính mời. Và xin quý vị chúng ta sẽ dành cho anh Tuân bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, có lẽ thì theo chương trình là chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Tuân cũng đến đây là vừa người chú của cô dâu chú rể của Tùng Lâm hôm nay được xin hát tặng cùng quan viên hai họ một bài hát được mang tên Nắng Ấm Quê Hương. Xin hôn trường cho một tràng pháo tay có được ạ.
Vân rất là nhiều đã gửi tới toàn thể quý vị bài hát được mang tới đề Nắng Ấm Quê Hương. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, tất cả các nghi thức của chương trình buổi lễ thành hôn sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Mão tại Trung tâm Sự kiện Riverside có địa chỉ tại Phố Hữu Nghị, thị trấn Phủ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và trong giờ phút này cũng thay lời cho ban tổ chức xin được khép lại chương trình lễ đón dâu mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ Tùng Lâm và Thanh Thủy tại đây, và thay lời cho ban tổ chức được đại diện cho gia đình họ nhà trai, đó là ông bà Nguyễn Đức Dũng và Trần Thu Hương, xin được trân trọng kính mời toàn thể tất cả các quý vị đại biểu, tất cả các bà, cô dì, chú bác, đoàn gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái chúng ta sẽ cùng dự bữa cơm thân mật để cùng chung vui với lễ đón dâu của chú rể Tùng Lâm trong buổi trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được trân trọng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, toàn thể quý vị đã tạo mọi điều kiện, đã dành thời gian và ngọc cũng như là công việc có mặt tại đây để cùng chúc phúc cho tình yêu của hai bạn trẻ Tùng Lâm và Thanh Thủy nên duyên vợ chồng. Xin một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc hai bạn trẻ Tùng Lâm và Thanh Thủy được hạnh phúc trọn vẹn và chúc toàn thể quý vị thật ngon miệng trong buổi trình ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong chương trình buổi lễ thành hôn tại Trung tâm Sự kiện Riverside vào lúc 10 giờ 30 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023, tức là buổi sáng mai. Một lần nữa xin được kính chào tạm biệt tới toàn thể quý vị.